Attila đã từng được Lilith bắt bẩn, rồi sau đó lại bị Lilith giảm sức mạnh. Attila từng hủy diệt Meta và cũng đã từng bị Meta hủy diệt. Đó chính là những sự thật thú vị về vị chỉ huy tai tiếng này. Chào mừng các bạn đã đến với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tua ngược lịch sử, xem lại quá khứ thăng trầm của vị chỉ huy này nha. Vào cuối tháng 10 năm 2019, Lilith thông báo ra mắt bản update 1.0.27 cho ra mắt thêm hai vị chỉ huy mới. Chỉ huy đầu tiên chính là Attila, nổi bật với cái tên là Tai Họa Chúa Trời. Bên cạnh đó là Takeda, một vị chỉ huy khác nhìn cũng cực kỳ gấu. Ấy là cho đến khi bạn nhìn thấy tiêu đề của video này. Video này là video của Attila, cho nên Takeda chỉ được nằm ở đây để giới thiệu cho anh em thôi. Attila vừa ra mắt được đa phần các anh em thảo luận cực kỳ sôi nổi. Cái đáng chú ý ở đây là kỹ năng số 3, bạn thấy gì không? Attila giảm tới 150% sát thương kỹ năng nhận vào. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thế này thì không phát sốt mới lạ. Đầu đâu cũng có người bàn tán, áo chỉnh quá các thứ. Một số người lại nhận định đây là một chỉ huy thuộc dạng support là chính, sát thương không cao, cần ghép với những chỉ huy có sát thương cao để tận dụng được kỹ năng số 1 và số 4. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy. Ở thời điểm mà Attila vừa lấp ló xuất hiện, dân chơi kỵ binh phải nói là cực kỳ vui và phấn khởi. Ở thời điểm đó, Alex và Constantine đang làm bố ở KvK2. Charles mặc theo Richard thì như vua chúa ở KvK1. Kỵ binh tuy có sát thương cao nhưng lại khá mỏng manh. Xung quanh toàn là các dân chơi đêm trắng thì đúng là thua thiệt phần nào. Vào khoảng giữa tháng 11 cùng năm, đánh dấu một thời gian đen tối của Riot Kingdom, mà chính xác hơn thì đen tối cho các loại binh chủng khác. Có một điểm cần lưu ý ở đây, kỹ năng số 3 của Attila như phần một mình trình bày không phải là 150% mà là 15% anh em nhé. Nhà phát hành đã fix lúc chỉ huy được ra mắt, may mà là 15% chứ 150% thì chắc Attila sống khỏe bây giờ luôn. Giờ này thì cùng mình điểm lại những chỉ huy thời đấy. Đầu tiên, vòng quay ra chỉ huy sẽ là kỵ bộ cung lãnh đạo. Attila sẽ là chỉ huy mở đầu thế hệ mới, chính xác hơn thì đây là thế hệ 3. Tiếp theo, điểm danh các chỉ huy mạnh mẽ ở thế hệ trước, chúng ta có Richard, Charles Martel, Jisunggi xuất hiện ở KvK1. KvK2 với thế hệ 2 có Saladin, Alexander, Constantine, Edward và Tomiris. Alex Constantine lúc đấy thì là bố ở Ovenfield rồi. Edward Tomiris thì cũng làm bố nhưng mà chỉ làm bố ở mảng Rally thôi. Bạn thấy đấy, kèo quá lệch đúng không nào? Saladin và Khan béo của kỵ binh thì có gì đặc biệt? Đó là một chút cứng cáp của Saladin và rất nhiều sát thương của Khan. Alex và Constantine thì toàn đêm trắng. Alex thì có sát thương kỹ năng cũng không phải dạng tầm thường. Edward Tomiris lại thiên hẳn về mảng Rally, mặc dù cũng ổn ở mảng Ovenfield. Ai cũng có điểm yếu và không hề perfect. Đáng chú ý nhất thời điểm đó có lẽ là cái tên Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên được xuất hiện trong game từ khoảng tháng 9 năm 2019, tức là trước khi Attila ra mắt khoảng 2 tháng. Điều đặc biệt là để có thể triệu hồi chỉ huy này, bạn cần giành được một thành tựu ở KvK2. Mà một giai đoạn KvK như bạn biết cần phải 2 tháng để kết thúc, tức là thời điểm Võ Tắc Thiên được triệu hồi cũng chính là khoảng thời gian Attila xuất hiện. Nhưng Võ Tắc Thiên là một vị chỉ huy thuần về đồn trú. Chỉ huy này sở hữu nhánh tài năng hỗ trợ và bộ kỹ năng hơi thuần về sát thương kỹ năng. Và mình sẽ nói rõ hơn về lý do Võ Tắc Thiên chỉ là sự cản trở nho nhỏ trong hành trình xâm lược thế giới của Attila. Và đương nhiên, tai họa của Chúa Trời không làm chúng ta thất vọng. Ở thời điểm đấy, Attila định nghĩa của sự hoàn hảo. Bạn cần sát thương cao, Attila có lượng buff sát thương khủng khiếp với 40% tấn công và buff tối đa thêm 100% mọi thiệt hại. Bạn cần đêm tai cao, Attila là bố của các loại đêm tai luôn, với tối đa 50% sát thương thường, 30% sát thương phản công và 40% tấn công nữa. Bạn cần rally, 5% mọi thiệt hại, đi buff giảm 25% phòng thủ của đối phương. Bạn muốn gây hiệu ứng bất lợi vào Attila ư? Ông ta còn miễn nhiễm công lặng và giảm 50% tấn công của kẻ địch với hồi chiêu chỉ là 2 giây. Ngoài ra thì Attila là chỉ huy duy nhất sử dụng tối đa sức mạnh của nhánh tài năng tấn công. Vậy thì bạn còn cần gì ông ta nữa? Chắc có lẽ điểm yếu của Attila thời đó là cần chọc vàng để tối đa vị chỉ huy này thôi. Thời điểm đấy, một chỉ huy như Attila là một điều rất đặc biệt và chưa từng xuất hiện, nên đa phần người chơi chưa thể tưởng tượng được sức mạnh của Attila khủng khiếp như nào. Khi xuất hiện, kỹ năng số 3 là điểm nhấn của mọi người quan tâm. Mặc dù đến lúc xuất hiện kỹ năng số 3 chỉ còn là 15% do lỗi dịch thuật từ trước, nhưng mà anh em đúng kiểu là được rửa mắt. Kết hợp với buff KvK có 15% tấn công, phòng thủ và máu nữa thì thôi, nước chảy chỗ trũng. Attila mạnh điên đảo thế giới ảo luôn anh em ạ. Thời đó Ovenfield đơn giản là bên nào nhiều Attila hơn thì bên đấy thắng. Rally thì cũng tương tự, ai có Attila thì nắm chắc phần thắng. Thủ cờ mà thấy Attila đến thì có 4 trường hợp. Dị nhất là dùng Attila để phòng thủ trước Attila, dĩ nhiên thì không thể chống lại Attila Rally được. Trường hợp thứ hai là dùng một chỉ huy thủ cờ đêm trắng như bộ đôi Constantine CM, với mục đích lấy đêm trắng, chọi đêm trắng, lấy bộ binh chống kỵ binh, nhưng mà về cơ bản thì báo cáo vẫn lỗ. Trường hợp thứ ba đó là dùng Võ Tắc Thiên kết hợp với Constantine với đa số là bộ binh. Võ Tắc Thiên kết hợp với Elsith với đa số là cung thủ hoặc là Jisunggi để mix up, nhưng mà dù gì thì gì vẫn lỗ thôi. Nhiều bạn hỏi là Võ Tắc Thiên tưởng mạnh lắm mà nhỉ, buff KvK ngày xưa nó khác lắm. Bộ kỹ năng lại có nguyên kỹ năng số 3 dùng cho sát thương kỹ năng, nhiều sát thương chủ động và bị động, nhưng mà lại không có sự hỗ trợ từ công nghệ KvK tăng thiệt hại như sau này.
cho nên là so với Attila thì vẫn toang thôi. Trường hợp cuối cùng dễ nhất đó là bỏ cờ chạy đến người anh em ạ, rất là easy. Cái này thì giống kiểu tai họa của Lilith và chỉ huy này định nghĩa mọi thứ vậy. Đại đế quốc ư, có bao nhiêu Attila mà tự tin thế? Boss à, có Attila chưa? Còn đây sẽ là hình ảnh bạn là người chơi ít nạp, nhưng mà có Attila. Sau này thì cùng thế hệ với ông ta sẽ là quan vũ Leonidas của bộ binh, Ramses và Artemisia của cung thủ. Tất cả đều không thể mang lại sự khác biệt như Attila. Quan vũ và Leonidas đi theo trường phái sát thương kỹ năng. Ramses và Attila cũng là chỉ huy thiên về đêm tay, nhưng bộ chỉ số so với Attila thì quá mờ nhạt. Thời gian ra mắt chỉ huy là khoảng 2,5 đến 3 tháng như bây giờ. Nhưng mà thời đó lại không có quá nhiều sự kiện để thu thập tượng vàng, cho nên là Attila vẫn chiếm mọi spotlight trong khoảng 6 đến 7 tháng tiếp theo. Và rồi sau quãng thời gian làm mưa làm gió trên chiến trường với mọi chức năng Overfield, Rally hay thậm chí là cả đồn trú, spotlight của Attila đã bắt đầu bị ảnh hưởng với sự ra mắt của phiên bản 1.0.34 có sự xuất hiện của Jisung Shin và Theodora ở mảng đồn trú. Attila đã bắt đầu nhận về những báo cáo Rally công trình không còn ao trình như ngày xưa, đặc biệt là với Jisung Shin. Đây là một chỉ huy mạnh mẽ mà đến tận thời điểm hiện tại khi mà mình làm video này, Jisung Shin vẫn được những kinh nghiệm sử dụng, nhất là với những bộ quốc sheet A đủ lại. Jisung Shin có bộ chỉ số cực kỳ đồng đều ở cả phòng thủ lẫn tấn công, sát thương chủ động diện rộng, sát thương thường, phản kích, khiên, Jisung Shin đều có hết. Đây là một chỉ huy cực kỳ đồng đều. Theodora thì lại là một chỉ huy mạnh mẽ ở mặt trận phòng thủ thành phố, khi mà kỹ năng số 3 chỉ tác dụng khi đội quân này có trên 50% máu. Khi cặp đôi này ra mắt thì Võ Tắc Thiên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nhờ những chiến thắng khác nhau của các vương quốc ở KvK2. Cặp đôi Võ Tắc Thiên Jisung Shin bắt đầu có những chiến báo tốt hơn so với Attila. Muốn đấu với cặp đôi này, chúng ta cần có nhiều điều kiện để có thể chiến đấu hiệu quả hơn. Tất nhiên đó là mảng đồn trú. Còn về open field và rally thì dĩ nhiên Attila vẫn thật sự mạnh mẽ. Cái này là điều không thể bàn cãi rồi. Đáng sợ hơn một Võ Tắc Thiên là gì anh em nhỉ? Là 2-3 Võ Tắc Thiên hay là Võ Tắc Thiên Pro Max? Câu trả lời là cả hai luôn anh em ạ. Bạn lại đang nghĩ rằng, ôi rồi chỉ có một vị chỉ huy đồn trú thôi mà. Lại như Võ Tắc Thiên thì những mảnh khác vẫn mạnh, vẫn khỏe, chứ có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bạn ơi, nếu mà mọi việc đơn giản như thế thì làm sao có quả tiêu đế thất thế như thế này? Bản update 1.0.39 bản anh hùng ca thực sự là một bản update có sức tựa càn khôn, xoay chuyển cục diện meta một cách kinh khủng. Hàng loạt những update chỉ huy mới mang tính cách mạng cho trò chơi. Update này là gì? Map KvK mới bản anh hùng ca. Định dạng KvK này mở đầu cho toàn bộ các định dạng KvK chinh phạt sau này. Đặc điểm nhận diện của nó chính là công nghệ pha lê, thứ công nghệ tăng rất nhiều chỉ số tấn công và sát thương. Chỉ huy nào càng nhiều sát thương thì lại càng có lợi, ít sát thương mà trâu bò thì lại càng cá đuối. Tiếp theo nó là bắp thưởng KvK chuyển từ 15% tấn công, phòng thủ và máu chuyển thành 40% mọi thiệt hại, lại là một hiệu ứng có lợi khác cho các loại sát thương. Càng nhiều sát thương thì lại càng được hưởng lợi. Cái này gọi là nhân đôi sức mạnh chắc luôn này. Và cuối cùng, bà kẹ trong bản đồn trú Zenobia, bà hoàng phòng thủ đã ra đời với hai sự thay đổi và nâng cấp đầu tiên. Định dạng KvK và bắp KvK hoàn toàn mới, Attila đã mất đi rất nhiều vị thế vốn có của mình, là một chỉ huy tập trung hoàn toàn vào sát thương đánh thường, độ trâu bò và cứng cáp, hơn thua kẻ thù dựa vào lượng đêm trắng gây ra cho chúng. Không có sát thương chủ động, không có bắp sát thương kỹ năng, cho nên là khi bắp KvK và công nghệ pha lê được xuất hiện thì Attila chỉ được hưởng lợi đôi chút thôi. Khác với những chỉ huy thuần sát thương khác như là Jisung Gi hay nổi bật là Quan Vũ, những thanh niên sát thương kỹ năng này giờ đây ra đồng như một vị thần ấy, cắt máu kẻ thù nhanh như chớp. Càng nhanh thì tốc độ trận chiến diễn ra càng mạnh, trận chiến càng hấp dẫn, Lilith càng thu hút được nhiều tiền. Đúng là 10 điểm tư bản anh em ạ. Chưa dừng lại ở đó, Attila đã bị nép bằng bắp KvK, thất thế ở mảng open field. Ở mảng rally, cuộc đời cũng éo le không kém. Zenobia với bộ kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ, đủ các thể loại bắp từ tấn công, phòng thủ, sức khỏe, hồi máu. Zenobia kết hợp với Jisung Shin thực sự là nỗi ám ảnh của chính xác là của Attila đấy. Cân một được, cân một là chuyện nhỏ, cân hai vẫn nhẹ nhàng, cân ba lắm lúc cũng ngang kèo. Căng lắm thì vẫn kịp chờ counter rally đến giải cứu. Nói chung thì đứng trước Zenobia thì Attila thực sự như là một đứa trẻ mới lớn vậy, chỉ biết khóc mà thôi. Tuy nói là vậy nhưng mà tại thời điểm đó Attila rally vẫn là một sự lựa chọn gần như là tối ưu nhất, khi mà những đạo quân khác thì chưa thực sự có sức mạnh quá tốt ở mảng này. Cuộc đời của Attila ở thời điểm này thì bắt đầu xuống dốc rồi, nhưng mà đừng lo, Attila xuống dốc kệ Attila. Tài khoản của các bạn chắc chắn sẽ lên dốc nếu mà theo dõi những video cực kỳ hữu ích ở trên kênh của mình. Anh em hãy kéo xuống dưới, like, share và đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho chúng mình ra nhiều video hay ho và mang tính chuyên sâu hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiêu đề thì rất ngắn gọn, xúc tích, nhưng mà khái quát toàn bộ diễn biến của Attila ở thời kỳ này. Khi mà định dạng KvK chinh phạt ngày càng mở rộng, các chỉ huy có sát thương kỹ năng cũng xuất hiện ngày càng nhiều thì Attila càng chìm vào quên lãng. Người chơi cần chỉ huy có sát thương diện rộng, sát thương cao và sát thương rất cao.
lần lượt những hãng vũ Nebu, Netsky, Scipio Prime, Joan Prime ra mắt, xóa nhòa đi ký ức về một tai họa ngày nào từng là mưa làm gió trên các chiến trường. Có chăng Attila lúc này ra đồng với một mục đích, đó là kiếm cừu bẩn. Thằng nào mà đấm hội đồng bố là biết tay ngay. Lúc này thì đất diễn của Attila khi kết hợp cùng Netsky, một siêu chỉ huy khác của kỵ binh, để tận dụng khả năng chống sầu hoang của Attila. Hạng vũ Netsky thời đó là một cặp rally cực kỳ sắc, nhưng mà điểm yếu dễ bị sầu hoang bay màu vì bộ kỹ năng không có sát thương thường và phản kích. Attila Netsky dĩ nhiên là thỏa mãn điều kiện đó. Mặc dù là tự tay bóp giá thằng em Netsky, nhưng mà vì bộ chỉ số rất mạnh, tận dụng tối đa nhánh tài năng, nên là bộ đôi này vẫn thể hiện xuất sắc ở vai trò của mình. Thậm chí là đến cả thời điểm bây giờ, khi mà chỉ huy kỵ binh gian 9 đã ra mắt, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cứu rỗi tâm hồn mong manh của Attila. Tâm hồn này dễ bị Lilith chà đạp quá. Vừa gặp nhau thì cho nhau bao hứa hẹn anh yêu em các kiểu, giờ đạt được thành công thì lại cho tâm hồn này chìm sâu vào quên lãng. Yêu với trẻ đường thì chết tay đi. Người ta bảo nước nâng thuyền nhưng mà cũng có thể lật thuyền. Ở đây mình gọi là Lilith nâng Attila cũng có thể là lật Attila. Lật xong tiếc quá lại lật Attila lại phát nữa cho nổi lên. Cụ thể hơn thì để mình nói vào vấn đề chính. Sát thương trừng phạt ra mắt kết hợp với những định dạng KVK quá bí vật thật sự là một cái phao mà Lilith đã ném cho Attila. Vốn dĩ là một vị chỉ huy có sát thương thường cao nhất trò chơi này, kết hợp với sát thương trừng phạt, loại sát thương được bắp từ sát thương thường thì chúng ta gọi đây là 10 điểm rồi. Có một điểm mà có thể bạn chưa biết, giờ đây các công trình hay rally đứng trước sức sát thương của công nghệ pha lê thì cực kỳ mỏng manh, cực kỳ dễ bay màu. Cho nên là ta lại càng cần những cái chỉ huy có khả năng chống dầu warm để giải cứu những trường hợp này. Dĩ nhiên Attila có thừa điều đó. Attila lưu trượt hoặc là lưu trượt Attila xung phong rally hay đánh overfield cực tốt. Anh em có thể thấy rally của bộ đôi này và cả vài chục nghìn tên trắng một phát, cực kỳ kinh khủng. Attila Gogo hay ngược lại đang nằm chênh ấy ở màng đấu trú. Thậm chí là sau khi ra mắt hai vị chỉ huy bộ binh mới, Gogo Attila lại còn bá hơn nữa, vì chúng ta chỉ có thể sử dụng sát thương trừng phạt để chống lại sát thương trừng phạt rally, và Attila lại còn biến nhiễm câm lặng, thứ mà cực kỳ nguy hiểm có trên hai vị chỉ huy bộ binh mới kia. Chưa kể Attila dùng bí vật bộ binh đi phụ cho Scipio tướng mới, hoặc là ngược lại cũng là một sự lựa chọn không hề tồi để rally. Dường như sau bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng huyền thoại của chúng ta, Attila cũng có thể có một vị trí mới và làm nức lòng các dân chơi kỵ binh. Mình biết là nhiều người chơi đang phân vân là Attila hay là Belipe, một vị chỉ huy gen 9 vừa ra mắt anh em ạ. Điển hình là thằng editor kênh mình chẳng hạn. Và đó là cuộc đời thăng trầm của một vị chỉ huy có thể nói là mạnh mẽ nhất của trò chơi này. Attila, tai họa của chúa trời. Đúng như đồ thị hình xin, Attila lên voi xuống chó, rồi lại từ chó lên voi. Nhưng mà dám chắc, mỗi khi thấy biểu tượng này đang di chuyển đến thành phố của bạn thì thôi. Bạn thấy sao về video này của chúng mình? Nó có gợi lại những ký ức huy hoàng hay đen tối nhất trong bạn về vị chỉ huy này hay không? Hãy để lại cảm nhận của các bạn ở dưới phần comment nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.